chị em truyền thông báo chí. Về cái lịch trình của em thì em sẽ là người công bố cái lịch trình này của Thư. Trong này nói là ngày 28 năm Thư lên Đà Lạt gặp ông Luân trên slide. Thì vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2024, Nam Thư phải ở thành phố Hồ Chí Minh bởi vì hôm đó trường của Nam Thư là SAS Academy có buổi thi học kỳ. Và học kỳ này là học kỳ độc thoại. Và Thư phải, tất nhiên là trường của Thư mà, nên Thư phải ở thành phố Hồ Chí Minh để tham gia cái học kỳ này. Mọi người có thể coi hình ở trên slide ạ. Và tiếp theo sau đó nữa là tối ngày 28, Nam Thư vẫn có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự một cuộc họp công ty và họp nhân sự của SAS Academy sau đêm thi. Đây là tin nhắn trao đổi giữa Thư và các bạn nhân viên để ở Sài Gòn tham gia cuộc họp. Và tiếp theo nữa, ngày 29 tháng 6 vào lúc 10 giờ Thư có lịch make up để 1 giờ 30 Thư tham gia một buổi tọa đàm với Dược sĩ Tiến tại trường Đại học UTech. Mọi người cũng có thể thấy ở trên slide ạ. Và thời gian chính xác hơn là Thư đã di chuyển lên Đà Lạt vào ngày 30 tháng 6. Thư di chuyển lên Đà Lạt vào sáng ngày 30 tháng 6. Và cũng có cụ thể thời gian bởi vì camera tại homestay đã có thể ghi lại. Và vậy thì Thư di chuyển lên Đà Lạt vào ngày 30 tháng 6 làm gì ạ? Thư di chuyển lên Đà Lạt vào ngày 30 tháng 6 để sáng ngày 1 tháng 6 Thư có lịch trình khảo sát bối cảnh cho buổi chụp hình của mình. Và đây là thông tin chuẩn bị cho buổi chụp hình. Và Thư sẽ có buổi chụp hình tại Đà Lạt vào ngày 4 tháng 7. Và như mọi người cũng thấy vào timeline thời gian thì ekip của Thư đã chuẩn bị cái buổi chụp hình này từ ngày 18 tháng 5 rồi. Nói chung là bắt đầu từ đầu tháng 5 là chúng tôi đã có cái buổi chụp hình này. Tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục thêm xem thông tin về buổi chụp hình Đà Lạt ha. Đó, và rõ ràng là đều có thông tin về nhân sự nè, về lịch trình đi lại nè, về timeline chụp hình nè, khi nào tới, khi nào làm việc gì ạ. Và sáng ngày 2 tháng 7, Thư phải bay về thành phố Hồ Chí Minh để tham gia, tối đó Thư phải tham gia khai giảng khóa học mới của SAS Academy. Và tối đó Thư có phải tham gia thi học phần hùng miện tiếng Anh, nên bắt buộc phải có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên slide của chúng ta đang có hình ảnh của Thư là có vé máy bay check-in Nam Hàn. Rồi, tiếp theo. Đây là vé check-in vào ngày 2 tháng 7 ạ. Và vào tối ngày 2 tháng 7 thì trên mạng bắt đầu râm ran có những thông tin về cái việc là Thư lên Đà Lạt lưu trú tại đó và Thư bị leak thông tin ra ngoài bởi một cái tài khoản nhắn cho rất nhiều anh chị em đồng nghiệp lẫn báo chí là tố là Thư ở đó và anh Luân chủ cái homestay đã tìm ra cái người mà tiết lộ thông tin của Thư là ai, và bạn đó đã liên lạc với Thư. Và sau đó sáng ngày 3 tháng 7 Thư lại phải tiếp tục bay lên Đà Lạt để gặp cái người mà đã tiết lộ thông tin của mình để nói chuyện, để làm rõ. Và đây là vé của Thư ngày 3 tháng 7 để lên gặp một cái bạn mà đã chụp cái tấm hình của Thư, và bạn đó tên là Linh. Và ngày 3 tháng 7 vé máy bay của Thư bay vào lúc 10 giờ 15, Thư có mặt ở Thư bay 10 giờ 15 thì Thư có mặt ở Đà Lạt, và người đón Thư là anh chủ homestay anh Luân và bé Chuối. Và sau đó chúng tôi đi ăn cơm trưa tại quán cơm Hiền Linh. Và không biết sau đó chắc là thế lực nào đó thì cái clip lan truyền trên cộng đồng mạng mà hình ảnh về Thư và anh Luân và bé Chuối đi ăn, và sau đó trong lúc ăn thì bé Chuối có quấy có phá, và anh Luân là người đứng lên dạy dỗ con, thì sau đó được lan truyền và mọi người cũng biết là cái clip đó. Dạ, cho mọi người xem ạ.